Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Châu Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video ngắn, cũng không dài cho mấy, thì để giải thích những cái một cái mà mình chế thoát ống thoát nước á, cho nó hiệu quả. Thì cũng có nhiều bạn vô bình luận là mình làm là không đúng, thì để mình hôm nay mình cũng giải thích cho các bạn có hỏi mình là xài những ống gì và những cái thoát hơi như thế nào mà nói là thoát hơi hay là cái chống tràn. Thì hôm nay là một cái chậu rửa chén này, thì cái chậu này là một cái chậu đơn đó. Đây là một cái chậu rửa chén đơn nha. Thì lúc trước mình lắp là một cái chậu rửa chén là đôi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn nói sẽ hiểu về cái bộ mình kêu bằng là bộ thoát nước, nhưng mà trong cái bộ này thì ta kêu bằng cái xi phong. Xi phong thì cái xi phong thì kêu bằng ấy đi, mình là dạng ở nhà quê thì mình nói cho về cô chú anh chị các bạn dễ hiểu. Thì cái bộ thoát nước này thì lúc trước á, là mình đã chế bằng một ống bình minh. Đây, ống bình minh là ống 34 nè cô chú anh chị bạn. Đây là ống bình minh 34 thì cái ống bình minh 34 này mà nếu cô chú anh chị và bạn là xài không biết chỉ đường nào mà để hư, mà để thay với hai trong này nó trơn là không có đóng gông đóng kêu gì hết. Còn như cái ống này là cái ống ngắn nè, thì cái bộ này thì ở nhà sản xuất người ta sản xuất cho mình để mình dễ gắn, hoặc là mình đi những qua những cái co góc co hẹp này kia nó gắn được những cái này thì mình chế lại để mình làm cho nó trơn, khi mình thoát nước nó rất là dễ. Thì cái ống này đây là một ống hướng dẫn dẫn lên trên nè. Thì lúc đó mình chỉ nói là cái ống này là ống có hơi, thì cái hơi thì lúc nào mình xả cái nước ở trên xuống á, thì nó cũng phải có cái ống hơi này. Khi mình xả xuống nó chạy nó xuống là rất là nhanh. Các bạn nói là ống này chống tràn thì nó đúng là cũng chống tràn. Khi mình đẩy cái này lại nè thì nước nó lên tới này thì nó sẽ tràn vào cái lỗ này. Nhiều khi mình quên á, mình xả nước quên thì nó sẽ tràn vô đây, thì nó cũng mà muốn đúng một phần là chính xác là ống này là ống chống tràn, nhưng mình nói ống này là ống để thoát hơi khi mà nước mình xả đó. Xả xuống là nó xuống một cái bầu như thế này, thì một cái bầu này là nó chống hôi đó, chống chống hôi, mùi hôi ở ngoài nó ấy vô, nó thoát vô thì nó sẽ chống hôi. Thì để mình dặn cái này ra là cô chú cho bạn xem đây, chống hôi là như thế nào. Thì tất cả các bồn đôi hay là bồn chiếc đều nó cũng có cái chống chống hôi. Đây, đây là một cái nước là ở trên nó sẽ chảy xuống là những cái này lúc nào nó cũng phải sâu hơn cái miệng này nghe cô chú anh chị nè, thấy nó sâu lên đây không, nhưng trong này nó rất là bọng nha, nó bọng để tới cái lỗ này nó sẽ trà ra ngoài. Thì cái này nó đựng nước lúc nào nó cũng có nước trong này, nhưng mà cô chú xài thời gian phải gỡ ra vệ sinh nha, để thôi nó đóng như này nó sẽ ngạt cái đường này lại là nước nó sẽ yếu. Thì cái ống hơi ống chống tràn này nó cũng chảy xuống dưới này đó, khi mà tràn cũng chảy dưới này, nhưng ống này khi mà ở trên này mình chảy xuống đây thì bắt buộc cái hơi nó xuống thì nó sẽ thoát hơi ra đây, là nó sẽ xuống dưới này nó mau nha đó. Thì mình nói là như vậy, nhưng mà những các bạn vô nói là mình nói ống chống tràn là ống hơi là vậy, thì nó ống chống tràn cũng là đúng, nhưng mà ống hơi nó cũng là ống hơi. Mình giải thích cho cô chú anh chị bạn biết là những cái này là sử dụng những cái gì. Mình thì lắp đặt thì nhiều bộ rồi, nhưng mà thì các bạn vô bình luận nói là sai. Rồi thứ hai nữa là mình đi cái ống đó, cái ống này vẫn được, nhưng mình ống này những thời gian là nó sẽ hư nha, những thời gian hư là cô chú anh chị bạn là phải đi mua cái ống khác về lắp vô nó, thay vì nó mất công. Còn cái này á, là ống này để cho nó trơn, nước nước nó chảy ra cho nó thông ra, chứ không phải là nói gắn ống này nó sẽ hôi, hôi là hôi cho cái bộ này nè, chứ không phải là cái ống này để mà nó hôi ngang cô chú anh chị bạn. Thì cô chú anh chị bạn là coi những cái clip trước lúc mà mình chế cái bộ xả của cái xi phong này nè đó, các bạn vô bình luận là nói mình rất là nhiều, mình cũng xem, nhưng mà thì những các bạn hiểu thì làm theo cách của mình, còn không hiểu thì cứ mua cái bộ này về vẫn xài được. Nhưng mà mình cái bộ này sản xuất thì nó cái dây này nó rất là
là dở, xài thời gian nó là hư, nó đóng gông ở trong cái ngắn 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 này nè. Đó. Cái ống này để mình gắn vô những cái co góc như nè, góc gì mình vẫn gắn được nè, nó không có gì chăng. Nhưng mà mình đi cái ống như thế này thì xài biết chừng nào nó hư, mà vô bình luận mình chê đủ thứ chăng, thì mình cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem cái video của mình. Đó. Còn ống này mình có thể mình cũng thay được luôn. Đó. Mình làm bằng ống mình nhận được luôn, chứ không phải là không. Nhưng mà mình thấy cái này nó cũng không đến nỗi là nó sẽ hư, nó mau hơn. Còn ống này là nó nhất định là nó sẽ hư. Hai nữa là nó sẽ đóng gông vào những cái ngắn này. Cô chú anh chị và bạn xài thời gian đi, đóng gông gỡ ra thôi. Còn đi cái ống bình minh như thế này, đó, ống bình minh như này chài xài biết chừng nào hư, không bao giờ hư, mà nó cũng dễ gắn nữa. Nó khi là một cái bồn đôi á, thì cô chú thấy hai cái hai bên như vậy nè, mình vô nhìn cái ngắn ngắn như vậy, cái nó thòng xuống như vậy nè. Các bạn tưởng đâu nó thòng xuống như vậy nó giữ hơi giữ nước để nó chống hôi, không phải, nó thòng xuống dễ đóng gông. Đóng bận ở trong này dầu mỡ này kia nọ mình rửa chén á, thì nó thòng xuống vậy nó rất là nó đóng. Nhưng mà cái bộ này người ta đã có là cái chống hôi trong cái bộ này rồi, cái bồn chén nào nó cũng phải có cái bộ này hết, chứ không phải là không. Mình gắn chế cái kia lại nhưng mình cũng giữ lại cái này để chống hôi, còn cái ống bình minh để mình dẫn cho nó là thông nước, thoát nước cho mình xài cho nó bền. Thì lâu rồi mình không có chia sẻ, thì hôm nay mình cũng chia sẻ lại cho cô chú anh chị các bạn xem hiểu, thấy mình làm cái đó nó hữu ích hay là không. Thì cái bộ này là hiện tại trên thị trường cũng có bán là cái bộ inox, nó cũng giống như vậy nè, lắp bằng inox. Inox nhưng mà cái thường thường người ta làm một cái kệ bếp như vậy á, thì lúc nào người ta cũng có cái cửa để đây để mình ta che khuất lại đây, không cần thiết mà gắn để làm sao cho nó đẹp, thì mình chỉ gắn là nó gọn lại thôi. Như vô cái hai cái chậu mà nó gắn hai cái ống như vậy, mình nhìn vô nó lòng thòng rồi. Nhiều khi những cô bác đó gắn vô rồi cái xài nước nó nhiều cái nó vuột cái đầu trên xuống làm nó chảy đây, nó tràn rất là nó hôi. Còn như mình gắn cái ống bình minh này không bao giờ mà nó vuột được. Rồi thứ hai nữa là nói là mình quấn băng keo đen như đây nè, là thấy thợ cù bắp rồi. Thì bây giờ cái ống này với cái ống bình minh đó. Ống bình minh thì cái miệng mình gắn mình cái đầu kia nha, cái đầu nối á, là mình đút vô trong cái này, đút vô nó rất là vừa đó. Đó, vừa mà nó hơi lỏng thì mình sẽ quấn cái băng keo vô trong cái chỗ này, quấn băng keo vô đây trong cái này để mình nung cái ống này vô cho nó chặt lại, nó không có gịnh nước nhiễu nước đây, mà nó cũng không vụt ra được nữa. Còn mà những mình gắn mình nhận vô những cái ngắn trong này nè, trong này nó có ngắn như thế này nè đó, nước nhiều vô nặng xong cái vụt xuống luôn đó. Là mình ở đây là bao nhiêu cô chú ở miền Tây mình á, gắn cái bộ này vô liều điều là kêu mình đi sửa lại, để mình làm lại gắn những cái ống bình minh như thế này. Cô chú thấy rất là gọn không hả, đâu có mà lòng thòng xuống được. Mình nhắn ra đây là nước chảy ra ngoài kia, ăn cái co vô kia thì nó sẽ xả xuống là rất là mạnh, nó không bị vướng bận, lâu ngày rất là ngon lành. Thì mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh mình suốt thời gian qua nha. Thì tại vì do mình làm công chuyện lu bu nên ít có ra video thường, thì hôm nay mình có sẵn gắn một cái bộ này thì mình sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị các bạn xem, để có hữu ích thì làm cái bộ xi phong này, bộ thoát nước này, bộ chậu rửa chén nha, cho nó bền và nó hiệu quả. Nhắc mình gắn này nhìn thấy nó rất là tiện không, đâu có gì mà để gồm gà đâu, mà những anh bạn vô nói gắn này nó sẽ hôi, rồi bỏ luôn cái nhà hay gì đó tùm lum hết ha. Cái đó là mình cam đoan với cô chú anh chị bạn ha, gắn như thế này không có hôi, không có tràn lại một miếng nào hết trơn. Có những cái người mà bạn nào lắp đặt á mà bỏ cái bộ này là sai lầm nha, cái bộ này rất là quan trọng nha. Thì cô chú xài thời gian lâu nhớ dặn cái đập này ra nè, dặn đít này ra, mình xử lý vệ sinh sạch, dầu mỡ gì đó thì mình lắp cho vô lại là sai bình thường, nó rất là mạnh. Còn ống này là ống chống tràn, đúng
nhưng mình kêu là ống thông hơi thôi. Cái gì cũng vậy trơn, mình đi cái mình gắn một vòng cầu thì phải hầm cầu phải có cái ống thông hơi để cho nó thoát hơi, nó xuống cho mạnh. Thì cái này nó cũng tương tương ứng y gan như vậy thôi, chứ nó không có khác gì trơn. Vừa chống tràn mà vừa thoát hơi nha. Rồi video mình này cũng kết thúc. Cảm ơn cô chú chị và bạn đã xem video của mình nha. Mình chân thành cảm ơn cô bạn, cô chú chị và các bạn rất là nhiều. Thấy hay hữu ích nhớ cho mình một like nha. Ok, bye bye.